Đây, người đây là phải học thêm rồi các bạn. Giờ cô giáo đi sao vừa quay vừa hái ngô lại còn vừa phải học. Biết rồi. Biết rồi. Cố lên. Cố lên. Ui xa. Chị ơi, làm gì đây? Chị ơi. Bắt đầu đâu? Cô giáo. Bắt đầu đâu? Bị gì nó chạy nữa. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Nam Vlog cuộc sống ở Châu Phi. Hôm nay anh em mình lên đây là để cho mọi người ấy, đi coi những quả ngô nếp nào ấy mà nó to là sẽ hái hết rồi ít nữa về chia cho mọi người. Trái bắp. Được. Wow. Bắp này, to chưa? Nam ơi, trái bắp trong quả bắp nha. Ok. Đây là bắp ngô. Ô, bên tù giỏi quá ấy. Bắp ngô nhìn cái cây nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó cho ra cái bắp cũng rất là đều. Này, hạt đều á. Công sức anh em mình. Cũng nói chung là có cái thành quả để thu cho mọi người này. Đấy, tầm này là thu vừa rồi đó, rất là đều, to. Giờ là hái hết những quả nào to, già. Trái bắp, không phải quả bắp. Ok, trái bắp, mình xin lỗi, mình quen mồm rồi. Đấy, bữa nay là phải học thêm rồi các bạn. Giờ cô giáo đi theo vừa quay vừa hái ngô lại còn vừa phải học tiếng Việt. Mấy cái này chắc hái hết được rồi. Thôi tê ra tô đồ ấy. Tê ra tô đồ ấy. Tao bong hết rồi. Ngô già hết rồi. Tao bong số 3. Ai tao bong xong. Dạ. Tao bong. Mê lưu Việt Nam y tả. Tao bong. Nhiều đài ấy. Nhiều, nhỏ. Bắp nó hơi bé thôi nhưng mà hạt ok. À kia tao bong. Ai tao bong. Tê ra tô đồ nhá. Dạ. Cái tù này. Tê ra tô đồ. Poi da tô đồ peso. Ồ, đã. Cái ngô này chắc là hái rồi cho anh em mọi người làm ở đây, chia hết cho mọi người ở đây chứ để mà chia cho người trong bạn thì không đủ đâu mọi người. Với lại ban đầu mình làm mục tiêu là cũng chỉ giúp đỡ tầm mười mấy 20 hộ dân thôi chứ giúp các bạn đông lắm, không giúp hết được. Ngô nhìn bé nhưng mà hạt cũng to ấy nhỉ. Cô giáo hái gì mấy quả ngô thì... mấy bắp ngô gì hay ấy. Cô giáo lại từng đi thu hoạch ngô bao giờ chưa? Tớ chưa. Ừ, chưa à? Ừ. Để hôm nay trải nghiệm là được đấy. Nắng ấy. Cái mộ này lên, không ít lại tối về ốm lắm. Beto. Beto chào các bạn chưa? Chào các bạn đi. Chào các cô các chú. Chào các cô các chú. Ngô nhìn cũng tốt này. Mấy quả như này, mấy bắp này cũng thu được rồi này. Bắp này hạt. Chứ bình thường nếu mà mọi người ở đây là mọi người trồng ngô đỏ đúng không? Đúng rồi. Họ đâu có giống ngô nếp đâu. Cứ thu hết, thu. Tia ra tu đủ ấy. Tu đủ ta bong này. Tia ra tu đủ. Thu hết luôn chứ. Giờ mấy cái này nó nhỏ nhưng mà nó cũng... hạt nó cũng già rồi. Nào, thế là tôi đủ phi là. Thế là ta bong rồi. Hái hết. Thế là tôi đủ phi là. Mấy liều Việt Nam ta thế là tôi đủ. Nhiều phết đó. Nếu mà thu hết cái này cũng nhiều đó. À, bắp to rồi. Đấy, có những cây bắp cũng to. Cái này cho mọi người xem này. Wow. Đấy. Hạt cũng đều rồi cơ mà. Thôi. Thì hái hết chứ giờ nó đều hết rồi. Nào. Vai ta là tira ung tira. Đó. Tira tu đủ phi là. Trời ơi, xong cái nào là dốc vào đấy lên à. Vai, tira tu đủ phi là. Để lấy cái xe ba gác lên đây, xong rồi hái xong ra đổ lên xe ba gác. Giờ cho tôi đi xuống lấy cái xe ba gác lên đây, xong rồi hái tới đâu là mình bỏ hết lên xe ba gác thôi. Để trở về chỗ cái tròi. Cà chua này. Mấy đủ. Chân này. Cà chua này cô giáo thích ăn lắm này. Ở nhà chỉ cầm phấn thôi, lên đây là cầm ngô. Thích thế làm gì để được trải nghiệm đó. Người dân bên này là như vậy đấy. Hái xong cây nào là nhổ hết lên luôn. Để chuẩn bị sắp tới đây lại trồng cái mới. Trồng đậu. Đậu hay trồng sắn thì cũng được. Sắn thì lâu, chắc mình trồng đậu. Thôi đi xuống đây này, xuống đây đậu từng hàng này cậu. Xuống đây hái từng hàng này. Số bà, phải là tu đủ peso, tira tu đủ mê liều chứ. Tu đủ. Dạ. Ngô tầm này phải hái được rồi. Để mọi người về mọi người luộc cũng được. Hoặc là mọi người về mọi người phơi để xay bột ngô cũng được. Bé Tù, bé Tù, cố lên, ui đâu, nhổ cái này coi. Bé Tù, đây chú bẻ đâu. Đâu, nhổ cái này đây, tía ra đi. Cố lên, à, chà, khỏe phết đấy. Chà. Ngon này, nói tì vai ca già này, cùi chi nhà Tudu Familia Come này. Ừ, cùi già. Ngọt lắm, ăn sống ấy. Ăn sống được mà. Cui à. Ăn sống ngọt. Cậu ăn sống bao giờ chưa? Ăn gì cơ? Ăn ngô này. Ăn ngô sống à? Ừ, ngọt lắm. Chưa. Thôi không ăn đâu. Đang bụng yếu đừng ăn. Đây là thành quả của anh em mình sau vài tháng trồng ngô ấy. Ngô thì có bắp to bắp nhỏ, nhưng mà hầu như là hạt nó to, hạt nó không bị lép. Mini. Mini. Đây. Amigo. Ayuda. Đây mua tôi cần. Đưa con mang xuống. Mang nó phải đổ lên xe luôn. Alo. Wow. Hả? Đâu? À, cầm lấy bỏ đấy chú. Đấy. Wow. Nhiều rồi. Ừ, tầm này luộc ăn ngon luôn này. Ngồi luộc với làm bánh này. Chứ nào về lấy về nhà ít cho anh em tối luộc ăn. Đây. Wow. Hả? Ờ, đây, cậu tránh ra, cậu tránh. Để cho em này em đổ. Em này bao nhiêu tuổi đây? Cô sẽ quan tù bao nhiêu tuổi? Tuổi ấy. Anh đúng. Kia chưa? 15. 15. 15 tuổi. 15 tuổi. Kia chưa? Đó, 15 tuổi đó. Hả? Cô sẽ quan tù anh đúng. Bé Tú. Hả? Quan tôi ăn không? Hử? Đừng có mở này ra để ý chúng con. Nào. Chuẩn bị cô giáo về này. Cô giáo chắc là muốn ở lại không? Có muốn ở lại không? Ở lại đây giày lui này, giày với tụi đây. Giờ này, cô giáo này, anh Hoàng đấy. Ít được mọi người cứ tưởng tượng là hai người này không có mặt ở đây đấy, còn mình đây, như vậy. Đây. Ok, hello chào các bạn. Đấy, hôm nay là mình lên nông trại đấy, cái mặt mình lúc nào chán chán là chắc mình buồn chết luôn đấy trời. Không ai nói chuyện gì, nói chuyện phết đi. Tàng hình nè. Đây kiểu như những cái bóng ấy, ở đằng sau cậu ấy. Cậu hiểu không? Những cái bóng ở đằng sau cậu ấy, cậu ở đây cậu phải làm lại hết phần, cậu phải làm cả phần của anh Hoàng nữa. Cuộc sống đó. Mà. Cố lên. Và một anh chị ở nhà thì có gì. Đúng rồi. Đi ăn thì uống gì, xem. Không sao đâu. Mình cứ lạc quan lên. Mọi người ở nhà đi ăn đi uống ấy, ăn thịt, ăn bò, thịt gà, thịt lợn gì ấy, đi sau cứ chụp hình gửi em ngồi em ăn tofu, em tưởng tượng những món đấy cũng được mà. Nói chung là cuộc sống mà. Mình ăn một miếng phui mình tưởng tượng, đây là miếng bò nướng này các bạn. Ôi trời ơi, ăn ngon hơn hẳn. Ngàn trái tỏi đấy. Ngàn trái tỏi. Ngàn trái tỏi nữa. Chết thật. Nhiều. Ui trời. Buồn lắm. Đúng rồi. Hè có gì anh Hoàng lại sang thăm nhỉ? Sao đâu? Biệt thủ ơi, sắp đến chúng mình chơi nhau khá nhiều ấy. Đừng bỏ rơi chú nhá. Đừng đi học nhá. Đừng đi học nhá, cháu nào? Cháu đi học chứ. Không, Biệt thủ chưa đến tuổi đi học đâu. Tầm năm nữa, Biệt thủ mới có 4 tuổi thôi, thua Lôi tuổi mà. Lôi là đi học rồi. Biệt thủ 4 tuổi rồi. Chú ở lại phải đào tạo cháu nha. Cháu mình thì... Tôi tin tưởng cậu sẽ đào tạo được Biệt thủ nha. Chú cháu mình tối lửa tắt đèn có nhau rồi. Tối này chú mà tắt đèn thì chú không thấy cháu rồi cháu nhớ cười lên chứ không chú cũng mệt mỏi đấy. Tào lao thật. Để cho mọi người thu xong rồi mình lại sẽ quay tiếp cho mọi người xem, chắc cũng nhiều đấy. Nơi đây là tập trung giờ thu hoạch đã, thu hoạch cho xong hết đi. Bên này cũng khá là nhiều đó. Anh hàm hái buổi chiều nay cũng sắp xong rồi. Gì đấy? Ôi cái gì đấy? Ôi cái gì đấy? Ôi bỏ mày ra. Ôi. Chết. Ai ơi. Ôi ơi. Ôi ôi. Ông thần đấy. Ai đây? Ai đây? Phải đi. Cây. Là ai? Mấy cầu hồn không ạ? Ui ơi. Cầu mưa à? Súp à? Tôi sẽ phát ra súp vào vậy kì. Nào. Hả? Ngủ à? Ôi ơi, ngủ đúng không? Ôi cậu. Đúng rồi, tao bò. Ôi trời ơi. Ông anh nhìn kinh này. Đầu như đầu sư tử này. Tất, một bên tất xanh, tên rất đỏ kìa. Đang anh ngô mệt gần chết cả một ngày rồi, ông thật. Ông thật được em ơi. Ông để cho chúng tôi làm ơi. Stop. Nhìn ông này kinh quá. Sợ thiệt chưa? Yeah! Tao bong. Sợ quá trời ơi. Ông này ở đâu chui ra đây? Anh Minh. Số 3, gọi số 3 lại. Đi đáy. Ông đi đâu ấy? Ông đang đi đáy. Đấy mọi người. Anh đấy anh chạy qua đây xong ông đấy ông đi đâu cái này được. Ai cũng ho luôn mà. Đi đâu kìa? Cô ơi, hôn nồi. Hả? Hôn nồi. Không nói được à? Ôi, sợ quá. Thôi, cho Châu làm rồi. Thái Ngô nhanh đấy chứ. Trời sắp mưa rồi đó. Ê, tôi đồ về xô, tờ ra bây giờ tôi đồ. Wow. Chị làm sao kìa? Sợ à? Rồi, bị chật chân rồi. Đau chân à? Không đấy ở đâu ra đây? Kia kìa. Cái gì ấy? Ôi nguyên một làng đi xuống nóng rồi. Một làng luôn. Lần đầu tiên mình thấy ông đấy luôn đấy cậu. Từ hồi qua giờ mình thấy. Đau chân à? Pena là tao bong. Mấy hôm nay chạy chân không? Lụng chân à? Lụng chân này. Bữa nay làm tóc đẹp rồi. Người Nha Cha. Coi ông ấy nữa, ông ấy chạy ra nữa. Khóc cười ra nước mắt thấy khóc vậy. Cậu sợ. Sợ chứ cậu. Nhìn thấy hồn ha. Đi ra nói chuyện với ông kia rồi, ở đây ông không nói chuyện ở đây. Ông phải đi ra chỗ riêng kiểu này. Với bộ tộc đấy, bộ tộc gì ấy. Thế á? Người ta mặc cái người kiểu cầu thần cầu mưa vậy. Đấy là cầu à? Amigo tờ value cô. Ủa ông đi đâu ấy anh ạ? Đâu con nít à? Kinh nhân sao? Pate tu đủ luôn. Wow. Biết sao không? Cái ông đấy ấy, là ông mặc đồ vậy để ông đi đập người ấy. Đi đập người á? Đánh lấy cái roi đánh à, đâu phải lấy Phaka. Phaka nào cô ta? Đập rồi. Lấy Tera Pao Bicanu. Đập. Wow. Đập gì? Không biết hết. Lấy cây này quật. Ít ạ. Kiểu lại quất cậu phát. Sao lại tự nhiên đi đập nhỉ? Chắc như ông này giống ông Kẹo Việt Nam ấy. Cậu biết ông Kẹo? Mấy đứa con nít này sợ lắm. Thằng Lôi mà nhìn thấy nhỉ? Chắc hết hồn luôn. Chắc là ngất. Đi đâu ấy? Nhanh đấy. Đi đâu rồi? Ok. Đi lên xe mà thấy ông ngồi trong xe đi. Kéo ý ông bắt cô giáo đi vô bạn đó. Ra kia rồi sao ấy? Ông bắt cậu đi vô bạn đó, hôm nào ông đi lên đây mà. Đây này. Ý là ông bắt cậu đi vô bản đó. Đấy ngô xong rồi. Đây ngô hái hết rồi. Đi nhanh. Đi nhanh chứ ít nữa. Ông bắt cậu đi về là tớ không có gì để đền cho bố mẹ cậu đâu. To hàng đó. Cho tớ làm vợ ở đây luôn. Bắt vô mai cháu hóa trang y như vậy đi nhảy ngoài đường. Ôi bên kia còn khó kìa. Phải mà sao đây? Đấy cái mặt trắng chứ. À đâu phải con nít mà. Sợ ấy, ban đêm mà thấy thì chắc ngất đấy. Ui ông kìa. Nào đừng trêu em. Cô già. Ông thần. Ôi ông lại ra rồi kìa. Chị ơi, làm gì đây? Đi đi. Bà thấy đâu? Cô già. Sao à? Đừng bà tê yêu nhá. Nào comment bên liu. Cho ông ấy mấy đồng. Thôi để chắc ông ấy đến xin tiền đấy. Mẹ tù chạy không được. Mẹ tù. Hả? Bắt đấy. Quay tầm mất này. Thôi đừng diễn. Thôi. Đứng lên rồi đi về. Thôi tớ xỉu. Xỉu ở đây là ông đấy bắt đi luôn đó. Tớ không có gì đến đâu. Được rồi đó. Thôi cho ông mấy đồng rồi. Chào đi. Chào đi. Thôi chào mọi người. Hôm nay mình đi lên đây thu hoạch ngô. Ông cứ chạy lại đây. Anh Nam ơi cái gì? Xe gà. Đây bà anh Nam ơi cái gì đấy? Đừng. Ôi ông lại qua kia rồi. Đấy hôm nay là mình lên đây. Mình lên đây để quay cho mọi người xem quá trình thu hoạch ngô nếp ở trang trại. Và đang thu hoạch ngô thì có ông nào ông đến đây này. Cô giáo sợ mất hồn. Thu hoạch đây hôm nay thành quả của anh em mình. Ngô nếp được đầy một xe ba gác. Nói chung là bắp nó không to lắm nhưng mà cũng có cái để thu hoạch cho mọi người, để cho mọi người có cái về mà tiêu dùng trong gia đình, ăn uống được. Cái này chắc là để chia cho anh em làm ở đây thôi, chứ cũng không đủ để mang với bạn đâu. Bây giờ chắc anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây. Đấy, mọi người mà thấy video hôm nay hay, ý nghĩa, hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Chào các bạn. Đi về thôi chứ không ít nữa. Ông bắt mất cô giáo về, mình không có gì đền cho bố mẹ đâu. Hay là để cho ông bắt cô giáo đi vậy? Ông lại thật đó. Liều rồi. Chào. Làm bữa nào. Ta là. Ông cầm con dao, tôi sợ. Con dao đi sợ. Mấy chị cười hết. Ê, amigo, đây, lên xe này, lên xe. Hello cô. Ông này ông biết nhảy đó, ông lừa mình sao á. Cậu thử nhảy không? Anh gì vậy? Thôi anh em mình đi về rồi. Anh này không vui. Bạn hát à? Đừng cầm chào. Anh chắc làm sao thì em sợ quá. Nói không này không hiểu đâu. Tao vào. Chào chào. Bơi đi ra đồ nhá. Chào chào.